Cho dù bạn là ai, cuộc sống sẽ không diễn ra theo ý bạn. Nếu như bạn không làm những điều đúng đắn và phù hợp, bạn có thể coi mình là người tốt. Nhưng nếu bạn không tưới nước cho khu vườn của mình, liệu hoa có nở hay không? Nếu muốn đạt được kết quả, bạn nên làm đúng những việc cần làm. Về cơ bản, những phán xét tốt xấu đều là những điều kiện được đặt ra bởi con người và xã hội. Sẽ không sao nếu dùng chúng như những quy tắc xã hội, nhưng sự sống lại không hề liên quan đến những kết luận ấy. Sự sống không phán xét, nó đối xử với tất cả chúng ta như nhau. Nếu bạn không làm những điều đúng và phù hợp, thì những điều đúng và phù hợp sẽ không xảy ra với bạn. Các nguyên tắc và triết lý chỉ thuộc về hệ quả xã hội. Đã đến lúc đánh thức chính mình để sống như một thực thể tồn tại, một thực thể sống, chứ không phải như là một trường hợp tâm lý. Khi đó số phận của bạn sẽ thuộc về chính bạn, 100% thuộc về bạn. Đây không phải là một lời hứa suông, đây là một sự đảm bảo chắc chắn.